Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 27 tháng 8 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn từ sản xuất đến chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Bò Úc trên đất Lâm Hà, mô hình này đã mang lại những hiệu quả bước đầu, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế dựa trên những thế mạnh của địa phương. Chuyện những thủ lĩnh thành niên. Từ ngày 1 tháng 9, cá tra xuất khẩu đi Mỹ sẽ được siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu nuôi, vận chuyển, giết mổ chế biến, xuất khẩu. Anh và EU vẫn bất đồng trước vòng đàm phán mới về Brexit. Lạc Dương bức xúc rác thải nông nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của thành phố Đà Lạt, cần có giải pháp xử lý kịp thời. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm xây dựng phát triển các chuỗi cung ứng nông sản an toàn giữa tỉnh Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh, từ sản xuất đến chế biến kinh doanh sản phẩm nông sản và truy xuất nguồn gốc xuất xứ. Chiều ngày 26 tháng 8 tại thành phố Đà Lạt, Ban Quản lý An toàn Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã ký kết kế hoạch phối hợp sản xuất và tiêu thụ nông sản, đảm bảo an toàn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các chuỗi cung ứng nông sản giữa hai địa phương giai đoạn 2017-2019. Theo đó, hai địa phương sẽ tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế, thẩm định, đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, phối hợp tổ chức hội nghị kết nối bao tiêu sản phẩm, đào tạo, tập huấn liên quan chuỗi vệ sinh an toàn thực phẩm, thu mẫu giám sát, cấp giấy chứng nhận, tem nhãn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất nông sản an toàn của Lâm Đồng tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh với việc hỗ trợ tìm đầu ra, xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin cho các siêu thị, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ngành chức năng Lâm Đồng và thành phố Hồ Chí Minh phối hợp kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản với việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thu mẫu giám sát an toàn thực phẩm. Kịp thời trao đổi thông tin, kết quả giám sát, phối hợp điều tra truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân nông sản không đảm bảo an toàn. Với các nội dung phối hợp trên, hai địa phương hướng đến mục tiêu từng bước nâng cao thị phần sản lượng nông sản an toàn của Lâm Đồng về tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhất là tại các siêu thị, các chợ đầu mối. Phấn đấu đến năm 2019, phần lớn các nông sản chủ lực của Lâm Đồng tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh đều được kiểm soát an toàn thực phẩm theo chuỗi. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch nhân rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau củ quả giai đoạn 2017-2020. Nhằm khuyến khích hỗ trợ các tổ chức cá nhân nghiên cứu tìm hiểu mô hình trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau củ quả đã được xây dựng tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nông sản Phong Thúy tại huyện Đức Trọng để đầu tư nhân rộng các mô hình khác trên địa bàn toàn tỉnh. Kinh phí hỗ trợ dành cho chương trình này là trên 300 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ đầu tư chuyển giao công nghệ máy móc thiết bị, nhân rộng các trung tâm sau thu hoạch, hỗ trợ xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến tại các trung tâm sau thu hoạch, hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, v.v. Với mục tiêu tăng khối lượng sản phẩm rau củ quả được sơ chế, chế biến, bảo quản, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần làm giảm tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp xuất bán thô, nâng cao giá trị, sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ cũng như quảng bá thương hiệu nông sản Lâm Đồng. Với hình thức hỗ trợ không thu hồi, Lâm Đồng có 3 doanh nghiệp được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ để phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực và có lợi thế cạnh tranh. Với hình thức hỗ trợ không thu hồi, Lâm Đồng có 3 doanh nghiệp được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ để phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực và có lợi thế cạnh tranh. Đó là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Anh Đào được hỗ trợ 450 triệu đồng để đầu tư mua giải pháp kỹ thuật, quy trình công nghệ tiên tiến, đổi mới hệ thống máy móc thiết bị chế biến rau tại trung tâm sau thu hoạch phường 8 thành phố Đà Lạt. Công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản thực phẩm Cao Nguyên được hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư máy móc thiết bị chế biến rau tại trung tâm sau thu hoạch thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương. Hợp tác xã An Phú được hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư máy móc trang thiết bị tại trung tâm sau thu hoạch ở xã Hiệp An, huyện Đức Trọng. Từ nguồn kinh phí này sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có thêm điều kiện mở rộng đầu tư sản xuất, phát triển những sản phẩm đặc trưng có lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Từ năm 2014, huyện Di Linh đã có chủ trương phát triển đàn bò sữa tại địa phương, với số đàn bò sữa nuôi tự phát trong dân trên 130 con, và cho đến nay, trên địa bàn huyện Di Linh có khoảng 300 con bò sữa với 70 hộ chăn nuôi. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2017, huyện Di Linh sẽ phát triển bò sữa lên 500 con và đến năm 2020 phát triển gần 2.000 con bò sữa, trong đó bò vắt sữa khoảng trên 970 con và sản lượng sữa đạt trên 5.000 tấn một năm. Đây là mục tiêu thể hiện quyết tâm rất lớn của các cấp chính quyền và nông dân Di Linh. Tuy việc chăn nuôi bò sữa ở huyện Di Linh đi sâu so với Đương Dương, Đức Trọng, Bảo Lộc, nhưng dự báo tiềm năng và hiệu quả kinh tế rất lớn. Do Di Linh có tiềm năng về đất đai, khí hậu phù hợp để phát triển bò sữa và là một trong 6 huyện thành phố được quy hoạch phát triển bò sữa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của tỉnh Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, Lâm Hà cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh có truyền thống chăn nuôi bò cỏ, bò lai sinh từ lâu với số lượng trên 600 con bò các loại. Những năm gần đây nhận thấy lợi nhuận và hiệu quả của giống bò Úc so với các giống bò lai sinh và giống bò cỏ giống địa phương. Các nông hộ ở xã Tân Hà đã thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi bò Úc kết hợp với phát triển cà phê bền vững với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Mô hình này đã mang lại những hiệu quả bước đầu, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế dựa trên những thế mạnh của địa phương. Ghi nhận về mô hình này của phóng viên thời sự. Hơn một năm tham gia tổ hợp tác chăn nuôi bò Úc và phát triển cà phê bền vững, gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn ở thôn Thạch Thất 2, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà vô cùng phấn khởi khi con bò Úc được xã hỗ trợ đến nay đã sinh được một con bê giống khỏe mạnh. Qua quá trình chăm sóc, anh Tuấn khá thành thục với quy trình chăm sóc bò Úc, bởi đây là giống bò khá dễ nuôi, thức ăn của chúng cũng khá đơn giản. Đặc biệt là bò sinh trưởng rất nhanh, thời gian sinh sản ngắn và trọng lượng lên đến 700 kg một con. Ngoài chăm sóc bò, gia đình anh Tuấn còn tập trung phát triển 6 sào cà phê, tuân thủ các quy trình sản xuất cà phê sạch mà các thành viên trong tổ hợp tác đề ra nhằm nâng cao chất lượng cũng như năng suất của cà phê vùng đất Tân Hà, huyện Lâm Hà. Kinh tế của gia đình mình thì nó cũng gặp rất nhiều khó khăn, mà một khi nghe có cái dự án này của nhà nước đấy, thì mà tiêu chuẩn là một cái thôn của mình là được 2 con, rồi mình cũng xin đăng ký là 1 con. Thì mình cũng thấy là rất là mừng. Cái giống bò đây là nó rất là to, mà về đây thì tính từ thời gian về đây thì nó cũng không có gì mà trở ngại, thấy nó cũng suôn sẻ. Thấy nó sinh con ra là thấy nó cũng mau lớn. Tổ hợp tác chăn nuôi bò Úc và phát triển cà phê bền vững của xã Tân Hà với 24 thành viên tham gia. Đây là những hộ có truyền thống và nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi bò và sản xuất cà phê quy mô lớn của xã. Các thành viên trong tổ hợp tác thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất và chăn nuôi. Ngoài mục tiêu nuôi bò Úc lấy thịt, các thành viên trong tổ còn hướng đến việc nuôi bò sinh sản, bán con giống cho người chăn nuôi. Theo các hộ nông dân cho biết, nếu so sánh giữa bò lai sinh và bò Úc, thì nuôi bò Úc sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi cao gấp đôi. Giống bò lai sinh nuôi một năm bán ra với giá cao nhất cũng chỉ được khoảng hơn 30 triệu đồng một con. Sau một năm, nếu nuôi tiếp thì bò lai sinh lớn rất chậm. Trong khi giống bò Úc nuôi càng lâu, bò càng lớn, thịt càng nhiều, bán ra lợi nhuận cao gấp đôi so với nuôi giống bò lai sinh và giống bò cỏ địa phương. Cụ thể, một con bò Úc sau một năm nuôi đạt trọng lượng 700 kg, bán ra được 65 triệu đồng một con. Khi con bò về đến nhà rồi là chăm sóc một thời gian thì đúng ra là sinh trưởng, rồi là được con bê á, thì đúng là gia đình chúng tôi thì cùng là mong muốn là sau này trở thành những cái một cái đàn bò á, càng ngày càng mở rộng cho tất cả toàn bộ là trong cái địa phương này á, là thành một cái mô hình đó, là chăm sóc cái bò Úc này này, rồi là nó phát triển càng ngày càng vững mạnh hơn. Từ 10 con bò Úc ban đầu, đến nay qua gần 2 năm, đàn bò đã phát triển lên đến 47 con. Nhận thấy hiệu quả của mô hình, năm 2017, xã Tân Hà tiếp tục nhân rộng và phát triển đề án nuôi bò Úc tại địa phương. Chúng tôi đã thành lập cái tổ hợp tác chăn nuôi bò Úc để nắm bắt được quy trình chăn nuôi và học hỏi kinh nghiệm của cái tổ hợp tác này. Trong năm nay thì chúng tôi đã xây dựng cái đề án tiếp tục hỗ trợ phát triển đàn bò thịt. Thì hiện nay đề án chúng tôi đã được huyện phê duyệt,
Chúng tôi đang xây dựng tiếp tục là hỗ trợ cho khoảng 10 hộ gia đình trên cái số tiền là hỗ trợ khoảng 100 triệu. Trên địa bàn xã mạnh và cây trồng chủ lực là cà phê để phát triển kinh tế. Các hộ dân xã Tân Hà còn tìm tòi kết hợp những mô hình chăn nuôi hiệu quả để nâng cao đời sống. Và mô hình nuôi bò Úc với những ưu điểm nhất định đã được các hộ dân ở đây hợp tác và nhân rộng, đang từng bước khẳng định hiệu quả, góp phần đưa xã Tân Hà, huyện Lâm Hà trở thành địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi từ nuôi bò lai sinh, bò cỏ sang nuôi bò Úc hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Lâm Đồng đầu tư trên 220 tỷ đồng xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch. Chuyện những thủ lĩnh thanh niên là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đầu tư trên 220 tỷ đồng xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch, đảm bảo được nguồn nước tưới, đạt gần 64% tỷ lệ diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh. Năm 2017, tỉnh Lâm Đồng đầu tư trên 220 tỷ đồng xây dựng các công trình thủy lợi, nước sạch. Ngoài xây dựng công trình mới, ngành nông nghiệp phát triển nông thôn các địa phương đã tiến hành tu sửa, cải tạo các công trình xuống cấp phục vụ sản xuất những vùng trọng điểm luôn thiếu nước vào mùa khô, đồng thời cải tạo công trình nước sạch tại địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các đơn vị chủ đầu tư phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong đó ưu tiên những công trình trọng điểm như thủy lợi Đạ Lây, Đạ Đờn, hệ thống kênh Đạ Tẻ, v.v. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến thời điểm này, tỷ lệ diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh đảm bảo được nguồn nước tưới đạt gần 64%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 86%, tỷ lệ sử dụng nước sạch trên 21%. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhanh chóng triển khai thi công các khu vực còn lại của dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Sau khi làm việc với các sở ngành và địa phương liên quan về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhanh chóng triển khai thi công các khu vực còn lại của dự án, khắc phục khuyết điểm của giai đoạn thi công trước để tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ, khẩn trương liên hệ với đơn vị quản lý đường sắt để xin phép lắp đặt cống thoát nước qua đường sắt, đồng thời thường xuyên thông tin trên báo Lâm Đồng, đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng về tình hình triển khai, khắc phục, hoàn nguyên các tuyến đường, kế hoạch thực hiện trong thời gian tới và thông báo đến Ủy ban Nhân dân các phường, tổ dân phố để người dân được biết và tham gia giám sát dự án. Chuyển sang thông tin khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định phân bổ 40 tỷ đồng từ vốn ngân sách tỉnh trung hạn giai đoạn 2017-2020 đầu tư khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Thực hiện dự án chuyển tiếp xây dựng các đường nội bộ nhánh và khởi công xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng, cổng vào khu công nghiệp và hạ tầng khu nhà ở cho công nhân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các sở kế hoạch đầu tư, tài chính, công thương và ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai nguồn vốn có hiệu quả và các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn cho Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc có quy mô hơn 200 hectare, được đầu tư theo quy hoạch xây dựng thành một khu công nghiệp hoàn chỉnh hiện đại, với kết cấu hạ tầng đầy đủ như hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp và thoát nước, xử lý chất thải và các công trình hạ tầng khác. 30 tỷ đồng, đó là nguồn kinh phí đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phân bổ chi tiết từ nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn trung hạn 2017-2020 để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Phú Hội đóng chân trên địa bàn huyện Đức Trọng. Từ nguồn vốn này, hơn 18,6 tỷ đồng sẽ được phân bổ để xây dựng hạng mục hệ thống thoát nước mặt gần 2.800 m, cống D1000, các hố bó vỉa dọc các tuyến nhánh N2, N4, N5 của khu công nghiệp, 5,5 tỷ đồng để xây dựng gần 2.600 m hàng rào khu công nghiệp, 3,5 tỷ đồng đầu tư hơn 5.000 m đường dây điện chiếu sáng. Số tiền còn lại gần 2,4 tỷ đồng để xây dựng 220 m đường nối vào khu dân cư, có bề rộng nền đường 16 m, mặt đường 8 m, và hơn 53 m2 cổng vào khu công nghiệp.
Với việc đầu tư này sẽ là điều kiện thuận lợi để khu công nghiệp Phú Hội Đức Trọng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thu hút nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thanh niên là lực lượng xung kích trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để tập hợp những đoàn viên thanh niên vừa giỏi về chuyên môn, vừa năng động sáng tạo, cần những thủ lĩnh thanh niên, những người đầy bản lĩnh và tự tin, dám nghĩ, dám làm, dám tiên phong đi đầu trong các hoạt động. Những thủ lĩnh thanh niên, cán bộ đoàn tràn đầy nhiệt huyết và năng lực đó đã và đang góp phần thu hút người trẻ vào các hoạt động rèn đức, luyện tài để khẳng định sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Yêu mến, thích thú với các hoạt động văn nghệ đã đưa em Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên năm 3 khoa tiểu học mầm non, đến với các phong trào đoàn tại trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Dần dần, các hoạt động đoàn không chỉ còn dừng lại ở múa, hát. Thảo cùng các đoàn viên khác của trường tham gia dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, hỗ trợ tân sinh viên và các hoạt động tình nguyện khác. Đi nhiều, thấy nhiều và dần trưởng thành. Cũng từ đó, Thảo ý thức được trách nhiệm của bản thân và luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm với công việc để xứng đáng với sự tin tưởng của các đoàn viên đối với mình. Với những nỗ lực đó, Thảo đã nhận được giấy khen của đoàn trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt do hoàn thành xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017. Hoạt động đoàn thì rất là nhiều, nên vì vậy phải đòi hỏi là tụi em phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý để vừa hoạt động đoàn và học tập phải tốt nữa. Bởi vì thứ nhất là do sở thích của em là thích tham gia hoạt động văn nghệ, hoạt động đoàn, có niềm đam mê đối với công tác đoàn. Và thứ hai là em cảm thấy là bản thân mình phải có trách nhiệm đối với cái nhiệm vụ được giao. Nên vì vậy em đó là chính là cái động lực để em vượt qua cái khó khăn trên để mà hoạt động công tác đoàn. Phương Thảo không chỉ là một đoàn viên tiêu biểu trong các hoạt động đoàn trường nói chung, mà em còn cùng với ban thường vụ tham gia hoạch định những kế hoạch, những cái chương trình để động viên sinh viên toàn trường tham gia vào các hoạt động chung, giúp cho đoàn trường rất nhiều những cái ý tưởng hay trong cái hoạt động, đặc biệt là trong cái công tác vận động tập hợp đoàn kết sinh viên. Cũng trưởng thành từ hoạt động đoàn, ngày ngày cô thủ khoa Ma Hiên, người dân tộc Chu Du, người được tuyển thẳng làm giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng, vẫn miệt mài truyền dạy kiến thức cho những em học sinh thân yêu. Là cựu học sinh của trường, cô giáo trẻ Ma Hiên hiểu được mong muốn cũng như những thiếu sót của các em học sinh học nội trú. Chính vì vậy, cô luôn lồng ghép những kỹ năng xã hội vào trong những bài giảng, nhất là thông qua các buổi sinh hoạt đoàn ngày thứ Bảy hàng tuần. Làm công tác hoạt động đoàn ở trường dân tộc nội trú thì vì cái đặc thù học sinh khác cũng như là học sinh phải ăn ở sinh hoạt ấy luôn nên phải tổ chức các hoạt động đoàn phong phú, đa dạng hơn. Đặc biệt là những tối thứ Bảy thì phải tổ chức cho các em thi hát dân ca, thi kể chuyện cổ hoặc là thi nhảy, thi hát, tất cả các hoạt động để nhằm thu hút các em ở lại trường. Và cái hoạt động đoàn sẽ góp phần lớn vào việc hình thành các kỹ năng sống cho các em, giúp các em phát triển, định hình được cái suy nghĩ nó đúng đắn, lành mạnh. Nếu như tại các trường học, việc tập trung và kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động xung kích dễ dàng bao nhiêu, thì tại các cơ quan, với đặc thù gồm nhiều cơ sở đoàn trong toàn tỉnh, như công ty điện lực Lâm Đồng, việc tập hợp đoàn viên tham gia sinh hoạt càng khó khăn hơn. Bởi thế, càng đòi hỏi người thủ lĩnh thanh niên như anh Hoàng Sĩ Khánh, bí thư đoàn công ty điện lực tỉnh Lâm Đồng, phải gương mẫu trong công việc, hiểu tính chất công việc hàng ngày, cũng như nắm bắt tâm tư tình cảm của gần 400 anh em đoàn viên. Với sự năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mà những hoạt động tình nguyện đầy ý nghĩa như thắp sáng đường quê, sửa chữa, hỗ trợ làm điện chiếu sáng cho bà con ở những vùng khó khăn, tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, đã được tuổi trẻ công ty điện lực duy trì. Đồng chí Khánh là một người hoạt động trong công tác chuyên môn rất là năng nổ, rất là nghiêm túc trong công việc. Và đồng chí đã sử dụng các cái công nghệ, ứng dụng về công nghệ thông tin trong công tác đoàn. Các cái chi đoàn cũng được nhận được sự nhận được thông tin từ đồng chí bí thư rất là kịp thời để phát triển cho công tác đoàn nhiều hơn.
yêu cầu đối với các đồng chí ủy viên ban chấp hành, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đặc biệt là các đồng chí bí thư các cái chi đoàn trực thuộc là một cái nhân tố rất quan trọng trong cái việc mà phát huy quy tụ đoàn viên. Đối với những cái đồng chí này, ngoài cái việc mà đáp ứng những cái tiêu chí chung theo với tiêu chí cán bộ đoàn của Trung ương đề ra, của tỉnh đoàn đề ra, thì một số cái điểm lớn mà tôi cho rằng các cái cán bộ đoàn này phải có, cái thứ nhất là cái đạo đức, cái thứ hai là cái tinh thần đi trước đi đầu, cái tinh thần gương mẫu, xây dựng cái hình tượng cá nhân để đoàn viên thanh niên nhìn vào đấy noi theo và người ta tin tưởng vào những cái đồng chí thủ lĩnh đoàn này để người ta chấp hành, người ta hưởng ứng những cái lời hiệu triệu kêu gọi của các cái đồng chí này để thực hiện cái công việc chung của đoàn cơ sở và của công ty. Khi xã hội ngày càng phát triển, những người trẻ càng có điều kiện thể hiện trí tuệ, năng lực và vai trò của mình trong công việc lẫn hoạt động cộng đồng. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, trách nhiệm của những cán bộ đoàn, những thủ lĩnh thanh niên trong việc huy động, định hướng sức mạnh tập thể càng quan trọng hơn. Những thủ lĩnh thanh niên đó vừa là những lá cờ đầu trong học tập, rèn luyện, là nhân nòng cốt trong các phong trào. Họ cũng là những ngọn hải đăng tập hợp và hướng cho thanh niên ngày nay lối sống tích cực, hoàn thiện nhân cách, từ đó góp sức xây dựng cho đất nước, cho quê hương ngày một giàu mạnh. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế là những tin vắn đáng chú ý khác. Sau một thời gian tạm ngưng khai thác, sau khi có kết quả rà soát, đánh giá về diện tích hiện trạng rừng trồng thông ba lá trên địa bàn, Ủy ban nhân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản phân bổ kế hoạch khai thác rừng trồng thông ba lá giai đoạn 2017-2020. Theo đó, tổng diện tích khai thác trên 746 ha. Tất cả diện tích rừng sản xuất được khai thác có thời gian trồng từ 25 năm trở lên. Các công ty lâm nghiệp Đơn Dương, Di Linh, Tam Hiệp, Bảo Thuận, Bảo Lâm, những đơn vị được khai thác phải có kế hoạch cụ thể khai thác đến đâu, tổ chức trồng lại rừng đến đó. Khối lượng khai thác phải dựa trên công suất chế biến của nhà máy và khả năng tiêu thụ. Đối với gỗ tròn cần ưu tiên bán cho các đơn vị trong tỉnh đã đầu tư máy móc chế biến tinh gỗ quy mô, tuyệt đối không được bán gỗ tròn ra ngoài tỉnh. Đối với diện tích hơn 748 ha rừng trồng thông ba lá thuộc 9 đơn vị khác, Ủy ban nhân tỉnh đề nghị các ngành liên quan và các đơn vị chủ rừng tổ chức rà soát, đánh giá diện tích, khối lượng để có kế hoạch đưa vào khai thác trắng cùng với giai đoạn từ nay đến năm 2020. Theo thống kê, hiện nay tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt trên 86% lượng chất thải rắn phát sinh trong đô thị. Tuy nhiên, theo đánh giá, công nghệ xử lý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về môi trường, chủ yếu vẫn là hình thức chôn lấp rác tươi, không đảm bảo vệ sinh, ngoại trừ một số khu vực có khu xử lý rác tập trung được xây dựng tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc. Theo quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Lâm Đồng tiếp tục đầu tư thêm các dây chuyền xử lý rác mới, các hạng mục công trình chế biến các sản phẩm từ rác thành phân vi sinh, hạt nhựa, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục thu gom, xử lý nước rỉ, rác tập trung tại dự án nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Song song đó, đã nhanh tiến độ đưa vào vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn tại Di Linh, Đức Trọng và Đơn Dương. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực thu gom vận chuyển chất thải rắn phát sinh trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2020, các đô thị trên địa bàn được đầu tư đồng bộ hoàn chỉnh trang thiết bị, phục vụ thu gom rác từ 90 đến 95% lượng chất thải rắn phát sinh trong đô thị. Từ ngày 1 tháng 9, cá tra xuất khẩu đi Mỹ sẽ được siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu nuôi, vận chuyển, giết mổ, chế biến và xuất khẩu. Anh và EU vẫn bất đồng trước vòng đàm phán mới về Brexit. Là những thông tin, phần tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nên bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50,000 vùng Tây Bắc phục vụ quy hoạch phát triển bền vững kinh tế xã hội. Theo đó, phạm vi thực hiện bao gồm toàn bộ vùng Tây Bắc với diện tích 109.250 km2, gồm 12 tỉnh và 11 huyện phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, 10 huyện phía Tây của tỉnh Nghệ An,
theo nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị. Nhiệm vụ thực hiện đề án là điều tra lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 trên tổng diện tích toàn vùng. Bên cạnh đó, phân tích xử lý các tài liệu địa chất hiện có, điều tra phân tích tổng hợp các loại tài liệu nhằm làm rõ hiện trạng, mức độ điều tra, thăm dò, khai thác tài nguyên trữ lượng, xác định được quy luật phân bố khoáng sản trong vùng, phát hiện mới và đánh giá tiềm năng khoáng sản kim loại, đánh giá những khoáng sản không kim loại đáp ứng yêu cầu mới về lĩnh vực sử dụng, nhu cầu của thị trường, điều tra đánh giá tiềm năng khoáng sản nội sinh ẩn sâu ở các cấu trúc địa chất thuận lợi có tiền đề dấu hiệu chứa các khoáng sản, xây dựng chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về địa chất khu vực khoáng sản vùng Tây Bắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản quốc gia tiếp cận với thế giới. Từ ngày 1 tháng 9 tới đây, cá tra xuất khẩu đi Mỹ sẽ được siết chặt kiểm soát an toàn thực phẩm ở tất cả các khâu nuôi, vận chuyển, giết mổ, chế biến, xuất khẩu. Đây là quy định trong chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm, cá và các sản phẩm cá xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ban hành. Theo đó, cán bộ giám sát kiểm soát thực hiện việc giám sát kiểm soát 100% hoạt động chế biến tại cơ sở trong thời điểm bất kỳ diễn ra hoạt động sản xuất, bao gồm kiểm tra tại một số hoặc tất cả công đoạn sản xuất, từ vận chuyển nguyên liệu đến sơ chế chế biến cấp đông ghi nhãn lưu kho và xem xét hồ sơ liên quan đến hoạt động chế biến, nuôi trồng và đảm bảo chất lượng sản phẩm, ghi thông tin vào phiếu giám sát do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn thống nhất. Về phía Trung tâm Chất lượng Nông lâm Thủy sản vùng, phải lập kế hoạch giám sát hàng tuần. Trong lập kế hoạch bố trí cán bộ giám sát cơ sở chế biến cá da trơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ, đảm bảo các cơ sở được giám sát ít nhất một lần một ca sản xuất. Sản phẩm cá da trơn đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường Hoa Kỳ, từng lô hàng sẽ được cấp chứng thư xuất khẩu. Nếu sản phẩm không đạt yêu cầu, truy xuất nguồn gốc để sai đầu xử lý đó, doanh nghiệp có thể bị dừng xuất khẩu cá da trơn vào Hoa Kỳ. Khung cảnh làng quê, cây đa, giếng nước, mái đình, những khẩu hiệu tuyên truyền bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp đã được tái hiện sinh động dưới từng nét vẽ tỉ mỉ của các bạn đoàn viên thanh niên xã Đan Phượng trên con đường Hũng, thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn nơi đây. Những đoạn tường rêu mốc bị dán đầy tờ rơi quảng cáo ở thôn Đông Khê này đã được khoác lên mình chiếc áo mới, trở thành cung đường đẹp nhất vùng với các bức họa khổ lớn rực rỡ sắc màu. Trước vẻ đẹp như thế này, người dân trong thôn ai cũng phấn khởi, nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường. Xóm ngõ chúng tôi lại trang trí hoa văn của cái kẻ vẽ biểu hiện của cái môi trường, đòi hỏi mỗi người dân phải có cái nhận thức để mà tu bổ của nó, xây dựng của nó và làm thế nào, tức là từ cái cây cối đến đường làng là phải sạch sẽ và xanh tươi. Hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng nông thôn mới, đường có hoa, nhà có số, các con đường ở thôn Đông Khê đều được đặt bồn hoa ở vỉa hè. Duy có đoạn đường Hùng, trục đường quan trọng của thôn là không có vỉa hè, tường quá xấu, nên đoàn thanh niên đã vận động các bạn sinh viên địa phương cũng như các bạn trẻ đang theo học chuyên ngành kiến trúc, mỹ thuật tham gia làm đẹp cho con đường làng. Cái vấn đề và chung tay bảo vệ môi trường và việc xây dựng nông thôn mới đang là vấn đề mà được nhiều người quan tâm. Thì chúng tôi cũng góp một ít công sức của mình để xây dựng nông thôn mới thêm giàu đẹp hơn. Việc bảo vệ môi trường thứ hai đó là xây dựng nông thôn mới. Thì bám theo chủ đề này thì tôi cũng tìm kiếm những cái ảnh tư liệu, những cái ảnh tham khảo. Đồng thời là trong quá trình triển khai thì cũng sáng tạo và vẽ thêm những cái bức tranh mới khác nữa. Thì để thực hiện được việc này thì chúng tôi cũng thành lập lấy đội thanh niên tình nguyện vẽ tranh tường gồm gần 20 bạn tham gia suốt trong vòng thời gian gần 20 ngày. Con đường bích họa độc đáo này đã tạo nên một không gian sống tốt đẹp hơn cho làng quê Việt Nam. Trong thời gian tới, việc xây dựng đường có hoa, vẽ bích họa lên tường làng sẽ được nhân rộng ra các tuyến đường khác trên địa bàn. Trên cơ sở những cái cụ thể thì sẽ vận động và giao cho các ngành đoàn thể cũng như là các thôn sẽ có cái biện pháp vận động và tuyên truyền cho nhân dân để thực hiện. Thế và chúng tôi cũng sẽ phấn đấu là trong cái năm 2017 thì chúng tôi cố gắng là vẽ khoảng trên 300 mét vuông tường. Trước đó, vẽ tranh lên tường như thế này đã xuất hiện ở làng bích họa Tam Thanh, Quảng Nam, trong ngõ Ao Dài ở Hà Nội hay xã đảo Tam Hải, Đà Nẵng. Vì vậy, đây không phải là ý tưởng mới,
nhưng đối với người dân thôn Đông Khê, nó vẫn rất có ý nghĩa bởi đã thổi vào cuộc sống của họ sắc màu tươi vui và đẹp đẽ hơn. Lạc Dương bức xúc rác thải nông nghiệp ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của thành phố Đà Lạt, cần có giải pháp xử lý kịp thời là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn có tỷ lệ đất sản xuất nông nghiệp lớn, bên cạnh việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đã và đang mang lại những giá trị kinh tế cho người dân, thì một vấn đề đang đặt ra cho huyện Lạc Dương là tình trạng rác thải nông nghiệp, nguyên nhân đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước, không chỉ ở địa phương mà cả ở thành phố Đà Lạt hiện nay. Thực tế này đòi hỏi ngành chức năng của địa phương sớm có các giải pháp để khắc phục. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự. Đây là công việc hàng ngày sau mỗi lần bơm thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng của ông Nguyễn Văn Thịnh, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Bỏ vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng vào thùng rác theo đúng nơi quy định. Việc làm tuy nhỏ nhưng hết sức quan trọng để bảo vệ môi trường sinh thái cũng như bảo vệ sức khỏe cho chính gia đình và mọi người. Gia đình mình là coi như là những cái bao bì mà thuốc bảo vệ thực vật á, là coi như là khi nào mà pha mà bơm xong á, là coi như là mình phải bỏ vào bao, xong rồi đem tới cái hố rác nơi quy định công cộng của bên bảo vệ thực vật á, để bảo vệ cái nguồn nước, tại vì ở đây là coi như là đầu nguồn nước của cái thành phố Đà Lạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như ông Nguyễn Văn Thịnh. Mặc dù ngành tài nguyên và môi trường huyện Lạc Dương đã tiến hành lắp đặt trên 20 thùng chứa rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để người dân sau khi sử dụng bỏ vào, nhưng thực tế cho thấy, ở một số địa điểm, nhất là gần các hồ nước, bờ suối, nhiều hộ dân đã vứt hết sức bừa bãi. Thực tế này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến mỹ quan khu dân cư. Địa phương kiến nghị cấp trên bố trí những cái thùng rác để thu gom chứa bảo vệ. Thì tuy nhiên thì người dân, ý thức người dân một số bà con cũng ý thức còn chưa cao, vẫn đang để bao gồm những cả cái rác khác sinh hoạt, dẫn đến là cái việc thu gom khó khăn, cái số lượng nó quá lớn. Ngoài ra thì cái quá trình thu gom cái rác này cũng chậm, khi mà bẻ đầy chúng tôi đã có giả soát báo cáo, tuy nhiên cái để thu gom được nó cần phải có những cái về bên chi cục bảo vệ thực vật có những cái chuyên dụng và xử lý theo quy trình quy định. Đó, bản thân chúng tôi địa phương thì không đi xử lý thuốc cái rác này được. Đó là cái khó khăn. Người dân hay bỏ rác thải sinh hoạt lẫn với rác thải là bao bì bảo vệ thực vật. Cho nên cái công tác thu gom của chúng tôi cũng rất là khó khăn. Khó khăn lớn nhất là về kinh phí, cũng chưa đủ kinh phí. Hiện nay thì theo thông tư liên tịch giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nông nghiệp, kinh phí của huyện Lạc Dương là từ 2017 đến 2020 là khoảng 3,5 tỷ. Nhưng mà cái kinh phí này cũng chưa được phê duyệt và chưa có để sử dụng. Vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật là phế phẩm khó phân hủy. Sau khi người dân sử dụng sẽ tồn dư các độc tố trong các vật dụng. Chính vì thế, nếu không xử lý đúng theo quy định sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, nguồn nước. Huyện Lạc Dương cũng là địa phương nằm ở thượng nguồn, có nhiều sông suối nhỏ dẫn về hồ chứa nước đan kia suối vàng, địa điểm cung cấp nước sinh hoạt chính cho người dân thành phố Đà Lạt. Thực tế này sẽ gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân về lâu về dài. Hiện nay là chúng tôi cũng đang tăng cường nhiều cái bể để chứa cái thuốc, cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật, và sau đó thì theo định kỳ thì sẽ thu gom để xử lý riêng. Và chúng tôi đang tiếp tục là giao cho phòng tài nguyên cùng với thị trấn phát động đến từng tổ dân phố, để tổ dân phố là cái người vận động. Mà đấy, cái về mặt truyền thống thì thấy rất rõ, đó là nếu như chúng ta thải cái rác thải nguy hại này thì chính chúng ta là người dùng lại cái nguồn nước mà chúng ta đã thải ra. Thì hiện nay cái truyền thống cũng đang được rất là tăng cường. Huyện Lạc Dương hiện có gần 10.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp. Bình quân mỗi ngày thải ra hàng chục tấn rác thải. Trong đó có nhiều chất thải nguy hại trong sản xuất nông nghiệp do bà con nông dân đã sử dụng thải ra. Nếu không có biện pháp sớm xử lý tình trạng này, thì nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, môi trường sống cho chính người dân địa phương của thành phố Đà Lạt là điều đang hiện hữu, và hậu quả sẽ để lại hết sức nặng nề. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.